Vâng, bây giờ thì bắt đầu phải chấp quân rồi. Bên phía đây bạn là Hit AC. Đây là Babylon đến từ Chim Sẻ Nắng. Hồng Anh được cầm gì? Greg. Đây là một kèo cũng đã bắt đầu thấy có dấu hiệu thắng đến từ game thủ vô thường cũng như là Tô Cruy. Vâng, Hit TAC. Vâng, Hit TAC thi đấu với lại Greg Baby. Các cái thủ bên phía Team Game TV, đây là một trận đấu mà anh khó mà có thể đánh, khi mà dường như bên phía đội bạn AC sẽ là người đánh chém và Hitty sẽ là người cầm cung. Vâng, chỉ cần chạy mỗi con xe giò nhỏ xíu, nhưng chúng ta phải thấy được là nhà game thủ Hồng Anh là rất giàu. Một bài nhà rất giàu. Vâng, giàu nhưng nó vâng giàu nhưng mà gỗ đầu nó lại xa. Vâng, cái gì nó cũng có giá của nó cả thôi. Vâng, giàu thì gỗ đầu nó xa. Một bài mà Hồng Anh dường như anh đang còn chậm dân so với không phải, Hồng Anh là người ra dân được nhanh nhất. Chim Sẻ cũng như là Tôm mà vô thường, các anh mới là người chậm dân. Và đây là màn hình máy game thủ Hồng Anh. Lại là đôi voi nữa. Đây là một bài mà không để tốn một thằng nông dân là đi dò cả. Chỉ chạy mỗi con ngựa dò xung quanh nhà chính thôi, nhưng mọi thứ đã khác biệt hoàn toàn. Bãi quả. Một bãi quả mà game thủ Hồng Anh đã chỉ chuột một cách rất chú trọng vào đấy. Và chúng ta có thấy được ý đồ đến từ game thủ Hồng Anh. Anh rất muốn ăn bãi quả đấy sớm, bởi vì anh sợ là một bài ăn tranh. Đây một bài mà nếu như mà đối phương không để cho Hồng Anh không chọc giò vào nhà Hồng Anh mà để nguyên cho Hồng Anh ăn được hết đồ nhà mình, thì tôi nghĩ là chắc Hồng Anh còn bỏ bắt tay luôn với Chim Sẻ. Có cắt chân bãi quả ra để có thể đi làm gỗ không? Một bài mà Hồng Anh còn có hốc luôn, và cái hốc có vàng luôn. Chúng ta có thể thấy rằng đây là một bài đẹp mỹ mãn. Vâng, đóng chiếc BS là chúng ta đã thấy được hốc rồi. Và hốc sát mép bản đồ của một bãi vàng. Mắc bầu. Vâng, hiêu ăn cạnh vàng thôi. Vâng, ăn toàn hiêu với quả thôi. Ăn quả đến rồi đối phương đỡ ăn tranh. Còn nếu không muốn ép đời sớm với một bài lực khỏe thì ăn hiêu, lùa hiêu về chiếc BS đầu để ăn cùng với bãi gỗ. Như vậy là nếu mà lùa hiêu về thì chắc chỉ cần 22 dân là được. Đây một bài hiêu 6 con cơ mà, rất to đến từ game thủ Hồng Anh. Một bài tứ tượng. Và còn hiêu 6 nữa. Ép đời như nào? Còn nguyên con voi ấy kìa. Nhiều khả năng đấy còn là một đôi nữa. Rất giàu và đẹp. Vẫn cứ cầu về thôi. Vâng, 2-3 dân, ngừng chưa? Hay là vẫn đang sóc? Vâng, thế khán giả bảo ngừng và kích rồi. Và tôi cũng không để ý là 7 bao nhiêu nữa. Tôi chỉ biết là 7 thôi, đầu 7. Vâng, cắt dân lùa bầy hiêu về với chiếc S ăn gỗ. Bài này phi thường, đừng bảo tôi lại đi dò rộng, điểm số cao lắm. Vâng, cứ điểm số cao thì người ta lại thấy lo, chứ không thấy mừng gì cả. Vâng, ép đời là rất khét. BB đã đóng rồi, gỗ là thừa. Cắt dân gỗ ra để có thể ăn hiêu đi. Sao vẫn làm gỗ? Đóng BL cạnh bãi quả phụ này. Nhiều khả năng đang có người ăn. Không ăn. Không ai ăn cho Hồng Anh cả. Nếu mà là không ai ăn bãi quả là cho game thủ Hồng Anh. Thế như vậy là anh sẽ lại có một bài lực khỏe rồi. 10 tròn. Không được. Sang 10-05. Đóng BS trước chứ. Anh vẫn đang muốn đóng BG trước. Rất thôi. Oh,
Vẫn muốn đóng BG trước để có thể nâng được đầy đủ công giáp cho ngựa giò. Nâng công. Bây giờ anh sẽ gặp ai? Vâng, thí sinh đầu tiên mang mã số. Đây rồi. Mã số 04. Tom Cruise. Như vậy là mã số 04, tức là không chết. Tôi nghĩ như vậy thôi. Vâng, Hồng Anh bò nhà rất khôn. Và đúng thật là khôn như anh, quê tôi không có. Vâng, đã bắt đầu bị chọc giò vào bãi quả rồi. Còn nguyên bãi quả nữa để có thể ăn cơ. AC đánh chém để cho Hitty đánh cung. Bài này thì nhiều người gặp rồi. Nhiều người gặp. Vâng, Gunny cũng như là chim sẻ các anh cũng đã có những cái bài như này từ lâu rồi. Thì thôi thôi, én đi, ăn quả với E vào mồm rồi. Nhốt E vào. Có bãi quả có nhốt E vào không? Không thấy sóc chém. Vâng, có đóng P không? Có xin cô đóng P. Vâng, cố gắng ăn bãi quả nữa. Và đây là màn hình máy chim sẻ. Anh đang được bán máu toàn tập. Hồng Anh đang bán máu và không có một đơn vị quân mà chạy sang nhà chim sẻ ở trong trận đấu này. Và đây là Hồng Anh. Anh vẫn đang giữ được tham. Và đây rồi. Vâng, tại sao mà anh dò hay đến như vậy? Một tên chạy dò ảo và cực kỳ kinh nghiệm đến từ game thủ Hồng Anh. Bãi quả tiếp theo lại bị phát hiện. Chắc Tôm cũng tụt huyết áp sau tên này thôi. Vâng, Tôm cũng đã phải khó chịu với game thủ Hồng Anh. Với một bài Hồng Anh quá giàu. Và Hồng Anh còn đang dò được bãi quả của game thủ Tôm Cruise. Tôm Cruise chưa hề có bánh xe. Và đây là AC. Hồng Anh một bài lên bánh xe sớm. Rất chuẩn. Đóng cả BG nữa. Đang cực phiêu. Vâng, rất chiếc khăn phiêu đến từ game thủ Hồng Anh. Lạc đà đến từ Tôm Cruise chắc còn chưa có giáp. Dường như lạc đà đến từ Tôm Cruise dường như còn chưa có giáp. Tôm Cruise đã rất yếu. Chia sẻ nắng thoải mái để Tôm Cruise đầu tiên vào nhà của game thủ Tôm Cruise. Để lấy luôn bãi gỗ cũng như là bãi vàng. Và sau đấy sẽ là đấu cung với Hitty của game thủ vô thường. Chim sẻ liên tiếp những trận thi đấu mà anh không được thi đấu. Tham Lai đã để. Hồng Anh đã đánh chém quá tốt. Và mỗi khi thi đấu với chim sẻ thì chim sẻ chỉ cần đồng đội mình thi đấu tốt như thế này thôi. Anh cần có một người chém tốt như thế này thôi là anh thấy vui lắm rồi. Vậy ê, tôi vui đang vậy ê. Nhưng hết gỗ. Không phải. Chết con ngựa giò rồi. Vâng, bãi gỗ game thủ Tom Cruise đang còn nguyên. Hơi khó dành cho game thủ Tom Cruise. Chúng ta có thấy rằng những pha vẻ bằng đạo 3 đến từ game thủ Hồng Anh. Nhưng vẫn luôn là những pha vẻ thể hiện được sự khó chịu. Cũng như là một sự chuẩn xác rất cao. Nông dân Tom Cruise vẫn chưa thể có bánh xe. Và đúng là khó. Như vậy là Tom Cruise đầu tiên chim sẻ cứ đẩy thẳng vào nhà của game thủ vô thường thôi. Thoải mái điều rò đi. Vâng, có bốn con chém của game thủ Hồng Anh sang điều sang đảo hộ cho nữa là xong. Vô thường đẩy tôi cung đầu tiên đi. Như vậy là chim sẻ thoải mái ăn tươi trong tên này. Nhà Hồng Anh xác định chạy dần. Chim sẻ ốp luôn tên này là xong. Khi mà vô thường đã bị mất bốn con cung đẩy đi rồi. Rất hay đến từ cả Hồng Anh cũng như là game thủ chim sẻ. Bây giờ thì điều đi vô thường đây. Điều đi anh. Cung là Babylon vẫn đông hơn hẳn. Vâng, Tôm cũng đang sang đỡ hộ. Nhưng hơi khó dành cho Tôm cũng như là vô thường. Bởi vì đây là cung là Babylon đã tụ được vào là rất đông. Nhà của Tôm chỉ còn một kích chén này sót lại thôi. Vâng, chia sẻ đóng BC từ phút thứ 20. Một phong cách mà người ta lại nhớ đến Hoàng Lan. Hoàng lần lên xăm. Đóng BC từ phút thứ 14. Người đóng BC sớm nhất Việt Nam. Và bây giờ thì Hồng Anh thôi thì đảo điếc gì thì đảo đi. Anh vẫn đang quấy rối nhà Tôm. Để cho Tôm phải khó chịu. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng phút thứ 20 đã lên xong 7-2 rồi. Rất sớm đến từ game thủ chia sẻ 5A đều.
Và anh vẫn đang cho chúng ta thấy rằng anh là một người đánh cung thật sự là số má. Bây giờ thì chỉ cần chờ đợi một tên bơm vàng để kích đầu máu thôi. Giáp thì không cần phải nâng nữa. Vâng, đứng dốc và bắt đường đi quân của đối phương. Rất tốt. Vâng, không nên chấp dốc những tình huống như này. Cần phải tôn trọng đối thủ. Vâng, đối phương là Hitty, một loại cung hợp tuyển. Nếu như không cẩn thận thì sẽ bị mất quân. Và mất quân thì nhiều khả năng còn phải mất nhà. Và bây giờ thì timeline là 74/80. Vẫn chưa có lỗi đến từ game thủ chia sẻ. Anh vẫn đang đứng quân ở tại nhà mình để có thể bắt được vâng, một tên vẩy này, vẩy rồi, hay thế nhờ. Vẩy tiếp đi. Tôm ơi, chia buồn với anh. Vâng, chia buồn với anh thôi. Game thủ Tôm Vui bây giờ không còn nhiều chém như nhiều dân nữa. Màn hình máy của Hồng Anh, timeline 30, một tên lọt ảo, quá ảo luôn. Vừa đúng thời điểm, nông dân chặt hết móng phải không? Như vậy là Hitty đi công không công được, mà nhà còn đang bị lủng nhà. Đây là một tên mà vô thường cầm Hitty đang bị lủng nhà. Chúng ta có thấy rằng Hồng Anh đã có những bài đánh chém quá táo bạo, nhưng cực kỳ tinh tế từ game thủ Hồng Anh. Rất thông minh, rất khôn ngoan. Và Hồng Anh bây giờ thì anh dường như vẫn là một tay chém phũ chứ không phải là một người cầm cung hay nữa. Anh đang mệnh danh là một tay chém phũ. Quá tốt, những bài cân hai đến từ game thủ Hồng Anh đang khiến cho Tôm và Vô Thường phải khóc thét lên với những bài mà game thủ Hồng Anh chỉ cầm chém của GX thôi. Chia sẻ ốp A là xong. Bây giờ thì cung G hit đến từ game thủ Vô Thường, anh không thể yên tâm. Anh không thể thoải mái mà đẩy đến tới cung G thì mình đi được nữa. Bởi vì anh vẫn luôn lo lắng rằng anh sẽ bị bắt quân và anh cũng sẽ bị lủng nhà. Trận thi đấu chung kết rồi. Chính vì thế mà Vô Thường như là Tôm Vui, các anh vẫn đang thi đấu một cách rất cố gắng. Anh vẫn đang chờ đợi một sai lầm đến từ chim sẻ cũng như là game thủ Hồng Anh. Hồng Anh lại quản lại nhà của Tôm. Vâng, vẩy phù. Vâng, 20/29/40 là timeline đến từ game thủ Hồng Anh. Anh sẽ đấu chém với tên này bởi vì anh biết rằng game thủ Tôm Vui sẽ không ra được chém nữa. Và như vậy là Tôm Vui chắc gần fit rồi. Bây giờ timeline của Tôm chắc chỉ 10 thôi, hoặc là thậm chí còn dưới 10. Và đây là màn hình máy chim sẻ timeline 92. Vâng, cứ để cho chim sẻ thoải mái. Tăng một lúc đến 5 ma. Thôi. Chim ơi, thôi. Tôi nghĩ rằng anh nên đen vội cái móng nhà ai đi, hay hơn rất nhiều. Vâng, một lúc anh tăng lên 5A, cộng với 6 nhà A đầu nữa là 11A. Vâng, đánh theo kiểu 11A nhưng mà không có đầu máu. Chúng ta có thể thấy rằng 11A nhưng không có đầu máu. Rất phiêu đến từ game thủ chia sẻ nắng. Rất ít khi tăng A. 5-0. Và bây giờ chắc anh phải đợi đến tầm 4 giờ mới có thể được gặp Dũng Con cũng như là game thủ Gunny. Bởi vì Dũng Con và Gunny các anh đang thi đấu với lại Cam Quýt và Jerry. Dường như tỷ số đang là 2 đều thì phải. Vâng, trận này 5-0 quá đơn giản. Một kèo đấu mà chúng ta có thể thấy rằng là game thủ Hồng Anh cả 5 trận anh đều là người cầm chém cân 2. Quá đơn giản. Và có lẽ chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với những trận thi đấu tiếp theo, những trận thi đấu giữa Game TV và Thái Bình. Nhưng Thái Bình lần thi đấu này đó là Dũng Con và Gunny, còn Game TV vẫn vậy. Game TV sẽ là chim sẻ nắng cũng như Hồng Anh. Có lẽ chúng ta sẽ cùng gặp nhau sau một ít phút nữa thôi.